Vâng, xin chào các bạn và chúc các bạn trở lại với chương trình của mình, Ravan đây. Ok, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ xem thử cái vé kỷ niệm 1 năm để xem nó như thế nào nha các bạn nha. Và clip này mình sẽ làm ngắn thôi. Thì ngày mai thì nó sẽ có một cái gói mới rất là ngon và mình sẽ xem hết khoảng 7.000 này các bạn xem. Thì chừng nào mai quay clip là mình sẽ đăng cho các bạn thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ xem trước cái gói này coi cái đã. Thì cái gói này như mỗi ngày chúng ta được free một lần và nó kéo dài tới 24 tháng 6 nó mới hết lần. Có nghĩa là chúng ta xâm được khoảng là gần 30 lần các bạn ơi. Rồi mình sẽ skip luôn nha. Mấy cái này nó không có cái gì đặc biệt cho nên mình sẽ skip để mình vô vấn đề chính luôn. Rồi. Giờ mình sẽ xâm tiếp cái Ultra Base Time. Thì cái này chừng nào có download là mình mới biết có sparking mới. Rồi, nó lót hơi lâu các bạn ơi. Rồi không có gì luôn, rồi mình skip luôn. Để biết ngay là hero mà Dodoria. Rồi ta lên được 3 sao con này nè. Rồi kiếp luôn cho nó nhanh. Rồi giờ mình sẽ sum hai cái vé này nha các bạn nha. À cái mình còn một cái bên đây nữa. Tại vì gói này gói mới các bạn ơi. Rồi không có gì à. Mình nghĩ chắc con không có gì đâu. Cùng lắm mà stream thôi. Rất khó ăn được mấy cái shopping Bucking các bạn ơi. Rồi ba boss, cái này mình nghĩ là stream các bạn ơi. Để mình xem coi như thế nào nha. Cái nào thì hay hay mình để lại. Rồi stream 100% luôn á. Này mình thề với bạn stream luôn. Đấy. Rồi. Rồi stream này. Đấy biết ngay stream mà. Còn may mắn thì chúng ta fake out thôi. Đây. Rồi 4 sao luôn này. Kinh nhỉ. Mình chưa có con nhân vật nào 5 sao hết các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ xem hai cái vé này nha. Cái vé này còn trong cái gói này rất là ngon luôn. Mình rất là thích Goku CC Gia 3. Mà nó rất khó ra các bạn. Mình sẽ xem free 2 vé trước, sau đó mình sẽ tiến vào cái gói free 10 cái luôn. Rồi, không có gì luôn. Skip. Gudo. Rồi lần thứ hai. Thì cái lần đầu tiên bữa nó mới ra sự kiện thì mình xâm mình được con Super Cell rất là ngon. Ngay bữa đó xâm Hensuma rủi thôi. Rồi tiếp luôn. Jaco. Rồi giờ chúng ta xâm 10 cái nha. Hẳn giờ mình hôm qua giờ mình xâm cái cũng là khoảng 2 vé này rồi đấy. Nhưng mà nó chưa có ra. Đấy. Hy vọng chúng ta sẽ có được một con sparking mới. Thì hôm trước mình xâm cái vé mà sparking thì mình ra được con Chulet các bạn ơi. Rồi ba boss nhanh này. Rồi không có gì luôn, không có Super Saiyan. Mình nghĩ chắc là stream các bạn ơi. Rồi chắc là stream quá. Màu đỏ. Rồi màu xanh các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ thả luôn nha. Rồi không có gì luôn. Rồi mình nghĩ là stream rồi, stream rồi. Đấy, stream này. Coplipla. Goku. Sao không có fake out nhỉ. Rồi. Rồi, mình nghĩ chắc không có gì đâu các bạn. Stream. Vegeta nữa. Rồi lấy một rác này. 4 sao luôn. Lại 4 sao nữa. Con này thì mình lên 3 sao các bạn. Rồi. Ok và clip mình sẽ để kết thúc ở đây nha. Các bạn xem clip thấy hay cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của mình nha các bạn nha.